da mặt mình nát bét luôn mọi người. Ở đây phải dùng từ nát bét nha, chứ không phải là bị mụn bình thường nha. Mình biết sẽ có một ngày giống như hôm nay mình hết mụn nội tiết, nên là những cái hình ảnh đó mình rất là quý luôn. Mình quay lại hết là mọi người sẽ thấy cái hình ảnh mình make up á, nó sần lên hết cả lên luôn, rất là ghê luôn. Thậm chí bác sĩ nói về mụn nội tiết trên lý thuyết là đúng như vậy đó, nhưng mà khi áp dụng trên chính cơ thể của mình, trên chính cơ thể của bạn thì nó lại không hợp lý, và lúc đó các bạn sẽ lại bị hoang mang. Mình làm video clip này để mong muốn là nếu mà các bạn có gặp trường hợp giống như mình á thì các bạn sẽ không cảm thấy cô đơn. Ủa, alo alo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Trước giờ thì mình từng làm rất nhiều những cái chủ đề về mụn nè, mụn do thức khuya, rồi mụn do ăn đồ nóng, mụn xài mỹ phẩm bị kích ứng, mụn xài treatment quá mạnh, rồi mụn do nhiễm kem trộn corticoid thì thôi bấy bá luôn. Nhưng để nói về một cái vấn đề mà làm cho công dân da dầu rất là nhức đầu, và đây là một cái loại mụn mà được mệnh danh là trị mãi không hết, dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm nọ, không ai khác đó là mụn nội tiết. Trước mình có xem một số video clip nói về mụn nội tiết thì mình tự cảm thấy là ôi trời sao mình hên quá, mình không có bị về mụn nội tiết chứ sao mà thấy uống thuốc tùm lum tùm la ghê quá. Lúc đó tự nhủ là để ráng sao coi không dính vô cái mụn này, nhưng ráng là ráng, dính là dính. Ai có đầu ngờ vào năm 2022 và những cái tháng cuối năm á, những cái tháng đó là những cái tháng quá kinh hãi luôn. Lịch làm việc quá dày, mình phải bỏ tập gym trong mấy tháng trời, bỏ uống thực phẩm chức năng, bỏ uống collagen, và khiến mình rơi vào trạng thái là bị stress, xém xíu nữa là qua trầm cảm luôn. Mấy tháng trời ngày nào mình cũng ngủ vào lúc 2-3 giờ sáng, và sáng thức dậy thì lúc nào tâm trạng cũng lo lắng khó chịu. Cái cảm giác này không biết là mọi người đã trải qua chưa, mà cảm giác lúc đó của mình là mình cảm thấy là không bao giờ mình làm hết việc, việc lúc nào cũng chờ mình ở đó. Kinh nguyệt thì thôi, rối loạn tùm lum tùm la, tuần này vừa hết bị xong tuần sau lại bị tiếp. Và kế đó là những cái hiện tượng trên cơ thể bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là tóc, không những là có hiện tượng rụng kinh niên mà bên cạnh đó cái da đầu mình nó tiết gầu một cách dữ dội, là da đầu lúc nào cũng trong trạng thái dầu nhờn hết. Dầu gội trước giờ mình nghĩ là nó sẽ gắn bó với mình đến trọn đời trọn kiếp, nhưng ai có đầu ngờ trong cái khoảng thời gian đó nó phản đạm lại mình, nó cơ cơ cản cản, không có tác dụng gì trên da đầu của mình luôn. Và kinh khủng nhất tiếp theo là da mặt mình nát bét luôn mọi người. Ở đây phải dùng từ nát bét nha, chứ không phải là bị mụn bình thường nha. Video clip này mình sẽ show tất cả những cái hình ảnh mà trong lúc mà mình bị mụn nội tiết cho mọi người xem. Mình quay lại video clip luôn nha mọi người. Mình biết sẽ có một ngày giống như hôm nay mình hết mụn nội tiết, nên là những cái hình ảnh đó mình rất là quý luôn. Mình quay lại hết, và lúc đó bắt đầu mình có hiện tượng là mụn mọc quanh miệng, ở trên cái môi trên là đầu tiên nè, sau đó nó lan xuống ở hai cái mép gần lỗ tai hai bên này nè ha, và tiếp theo là nửa gương mặt bên dưới, và tiếp tục hơn nữa là nó xuống tới phần cổ ở bên dưới này luôn. Thật sự mọi người, lúc đó mình cũng không nghĩ là mình bị mụn nội tiết mọi người. Và mình nghĩ là mình chỉ nghĩ đơn giản là trời, cái da mặt của mình một năm mấy rồi cũng không có đi nặng mụn, phải chăng là nó cần phải kiểu dọn dẹp vệ sinh tí, và lúc đó mình đi nặng mụn. Và mình nhớ là đúng là trong lúc nặng mụn thì có rất là nhiều mụn da, có nghĩa là mỗi cái lỗ chân lông của mình á nó đều có mụn luôn mọi người, và tất nhiên là mụn da cũng rất là nhiều nha. Và sau khi về thì mình nghĩ là ồ, xong rồi, nặng rồi thì nó hết rồi, bây giờ nhẹ mặt rồi, bây giờ dưỡng lại thôi. Nhưng không hề, mặt mình cũng không khá nổi, mụn thì bắt đầu thi nhau nổi lên tiếp tục, không có triệu chứng thuyên giảm. Và tệ hơn nữa là mọi người sẽ thấy cái hình ảnh mình make up á, nó sần lên hết cả lên luôn, rất là ghê luôn. Trời, nếu mà ai đã follow mình á thì cũng biết á là mình là một cái con nhỏ mà trước giờ á mụn thì mụn chắc mụn luôn, lên tới đâu giặt tới đó. Nhưng mà lần này là cũng hơi bị nhót nhót, rén rén á, tại vì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian cũng hơi hơi gọi là cận Tết chút xíu, còn gọi là còn mấy tháng nữa tới Tết mà da ghê quá không biết làm sao luôn. Và khi mà bị mụn thì mình luôn khuyên các bạn là phải bình tâm lại, ngồi tĩnh tâm lại và suy nghĩ xem xét lại cái da của mình, cái cơ thể của mình nó đang như thế nào, và mình đang đối xử với cái cơ thể mình như thế nào thì cái da mình nó lên tiếng như vậy. Và mình cũng đã làm như vậy, mình bình tâm lại, mình bắt đầu mình tìm hiểu, mình tham khảo, mình hỏi ý kiến của một số bác sĩ, và chính xác là lúc đó mình đã bị mụn nội tiết. Và hiện tại sau một cái khoảng thời gian mình nghĩ là không quá dài mọi người, tầm 3-4 tháng rồi, ngồi tại đây thì da mặt mình nó đã khá hơn rất là nhiều, và hầu như là trộm vía nó không bị nổi mụn nội tiết nữa. Và cái tình trạng cái da của mình hiện tại nó cũng đã căng bóng lên hết rồi, mặc dù là cũng còn một số mụn li ti nhưng mà không đáng kể mọi người. Và thật sự bản thân mình cũng rất là bất ngờ, tại vì khi mà mình xem một số video clip á, có bạn bị mụn nội tiết phải chữa gần 10 năm mới hết, nhưng mà với mình á thì không tới 6 tháng là nó đã hết mụn nội tiết rồi. Và thật sự khi mà trải qua những cái quá trình bị mụn nội tiết á,
thì mình mới thấu được là về những cái lý thuyết để chữa trị và nguyên nhân gây ra mụn nội tiết thì nó cũng đúng, nhưng mà đôi khi nó áp dụng vào một số trường hợp, chẳng hạn như là mình cảm thấy là cái da mình, cái cơ thể mình nó cũng khá là đặc biệt thì nó không hợp lý xíu nào. Khi và thậm chí là khi mà áp dụng những cái lý thuyết đó tưởng chừng như là đúng trên cơ thể mình á, trên làn da của mình, thì làm cho da của mình ngày một tồi tệ hơn, mụn nội tiết bắt đầu nặng nề hơn và da sạm đi rất là ghê luôn. Ok, thì series này là một series gồm tầm 3-4 tập chia sẻ cho bạn tất tần tật về mụn nội tiết, và những điều này có thể bạn chưa biết hoặc là bạn biết rồi. Có thể khi mà bạn xem video clip này hay là xem series này xong, bạn đồng tình cũng được hay là không đồng tình cũng được, nhưng mà những cái điều mà mình chia sẻ trong video clip cũng như là trong series này thì hoàn toàn là những điều thực tế khi mà mình áp dụng trên chính cơ thể, chính làn da của mình thì nó rất là hiệu quả. Và hoàn toàn video clip và cũng như là xuyên suốt series này thì không có bất cứ một ai, một brand nào sponsor hoặc là booking PA gì hết, nên là các bạn cứ yên tâm, có sao thì nói vậy thôi. Ok, thì mở đầu cho series tập 1 trong video clip này, top những sai lầm về mụn nội tiết mà trước giờ bạn vẫn nghĩ là đúng, hoặc là nó cũng có thể đúng nhưng khi áp dụng một số trường hợp thì nó sai hoàn toàn. Sai lầm đầu tiên là vị trí một mụn. Về lý thuyết, mọi người hay là sách báo hay là các trang web đều nói vị trí một mụn sẽ nói lên được là những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Ví dụ như là vị trí một mụn nội tiết thì người ta thường nói là bị ở xung quanh vùng miệng, rồi nửa phần mặt bên dưới đổ xuống, là từ cái lỗ mũi đổ xuống nè. Thực sự thì về điều này cũng hợp lý nhưng mà chưa đúng 100%. Thực sự mà nói, bây giờ là mụn nội tiết nó không chỉ mọc ở cái vùng quanh miệng, ở dưới cái vùng miệng đâu mọi người. Nó muốn mọc ở đâu là nó mọc, thậm chí nó mọc trên vùng trán, vùng hai má, vùng lưng, vùng cổ. Đây, mình là một điển hình. Nên là mọi người đừng có nghĩ là mụn mọc trên má thì không phải là mụn nội tiết, hoặc là ngược lại, mụn mọc quanh miệng thì vội kết luận là mụn nội tiết. Cái sai lầm thứ hai là một cái sai lầm mà Vi thấy là có thể gây ra một số tranh cãi nè. Thường thì với mụn nội tiết sẽ gặp ở cả nam và nữ, nhưng mà ở nữ thường sẽ gặp nhiều hơn. Điển hình là bởi vì buồng trứng và tuyến thượng thận của phụ nữ sẽ sản xuất ra một lượng androgen thấp, nhưng khi cơ thể xảy ra bất cứ một lý do nào, ví dụ như là sinh hoạt không hợp lý, stress, rồi chu kỳ kinh nguyệt rối loạn tùm lum la hết, thì lập tức nội tiết tố bên trong cơ thể của bạn sẽ bắt đầu rối loạn. Và lúc này ngay lập tức lượng androgen sẽ tăng đột biến. Và khi mà lượng androgen tăng đột biến như vậy thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng là cơ thể của bạn sẽ tiết dầu nhiều hơn. Điển hình là trên da mặt, da đầu, da lưng, da vùng ngực. Nói chung là những cái bộ phận cơ thể nào mà có tuyến bã nhờn mạnh mẽ thì nó sẽ bắt đầu nó tuôn ra như vòi rồng. Chính vì vậy trong thuốc tránh thai sẽ có chứa estrogen và progesterone. Nó sẽ làm giảm cái lượng androgen trong cơ thể, và từ đó nó sẽ giảm cái hiện tượng là tiết dầu quá mức. Khi mà mình đã kiểm soát được tuyến dầu rồi thì cái da của mình cũng hạn chế được cái tình trạng mụn trứng cá. Nhưng đó là lý thuyết. Tuy nhiên không phải ai cũng dùng được thuốc tránh thai, và không phải cơ thể nào cũng đáp ứng tốt được thuốc tránh thai khi bị mụn nội tiết. Và bởi vì những cái lời đồn đại là thuốc tránh thai có thể trị được mụn nội tiết, nên là bắt đầu rất là nhiều hãng đua nhau ra sản phẩm thuốc tránh thai hàng ngày mà chưa được FDA công nhận hoặc là Bộ Y tế cấp phép. Bản chất của thuốc tránh thai là thuốc nội tiết ức chế hormone, nên là gặp những cái sản phẩm mà thuốc tránh thai tào lao á, hoặc là vốn dĩ cơ thể của bạn trước giờ không đáp ứng tốt được thuốc tránh thai, thì nó sẽ dẫn đến là tình trạng rối loạn trong cơ thể của bạn càng nặng nề hơn. Có nghĩa là bây giờ đang rối loạn nội tiết rồi, nó sẽ tùm lum tùm la luôn, nó bung bét luôn. Và lúc này thì các bạn vô tình là làm tăng tuyến bã nhờn nhiều hơn và gây ra tình trạng mụn nội tiết, thậm chí là sạm da kinh hoàng hơn. Cũng có một số trường hợp là thời gian đầu á, khi mà dùng thuốc tránh thai nó sẽ có hiện tượng hơi rối loạn nhẹ một tí xíu, nhưng mà chỉ sau một tháng các bạn vẫn còn cảm thấy cái hiện tượng rối loạn này nó cứ diễn ra hoài, nó không làm thuyên giảm cái tình trạng mụn nội tiết của bạn, không làm cải thiện tuyến dầu nhờn của bạn, thì đó cũng là lúc hết thời gian để cho da của bạn, cơ thể của bạn làm quen với cái thuốc tránh thai đó rồi. Điển hình là mình nha, thời gian nào mình uống thuốc tránh thai thì mình cũng bị rối loạn, thì cái mụn nội tiết trong cơ thể mình nó càng ngày nó càng nặng nề hơn, nó không thuyên giảm, cái da mình bắt đầu sạm xuống. Và mình nghĩ là ôi chắc thời gian đầu cần làm quen thôi, nhưng mà càng ngày mình càng làm nó càng không quen. Sau đó thì mình quyết định là ngưng uống thuốc tránh thai hoàn toàn và thay thế bằng một số viên uống khác. Yên tâm, trong series này mình sẽ chia sẻ hết cho mọi người. À, và có một cái điều lưu ý nữa quan trọng là thuốc tránh thai các bạn không được uống bừa bãi, không được tự ý uống, phải có sự chỉ định của bác sĩ, chứ không phải là những người đơn thuần chỉ là bán thuốc chỉ định cho các bạn. Đôi khi cái kiến thức chuyên môn của họ
sẽ không có đủ khả năng để follow cái quá trình mà các bạn dùng thuốc tránh thai bằng bác sĩ. Có một điều thực tế Vi cũng muốn chia sẻ với các bạn là hầu hết thì không một ai kể các bác sĩ biết được rằng bạn có thật sự phù hợp dùng thuốc tránh thai để trị mụn nội tiết hiệu quả hay không. Bác sĩ cho bạn dùng hợp ok, nhưng bạn dùng không hợp thì bác sĩ cũng sẽ kêu bạn ngưng thuốc tránh thai và tìm cách khác. Nói chung á là ngoài cái việc mà phải tự trải nghiệm cái thuốc tránh thai để trị mụn nội tiết hiệu quả đó ra thì hầu như không có bất cứ một cái cách nào để biết là bạn có thật sự là phù hợp thuốc tránh thai để trị mụn nội tiết hay không, ngoài cách phải sử dụng thử thôi. Ok, anyway, không sao. Đối với mình thì thuốc tránh thai hiện tại không phải là một cái biện pháp tối ưu nhất để trị mụn nội tiết. Mặt khác, nó còn rất là nhiều rủi ro, tác dụng phụ khi mà sử dụng, chẳng hạn như là Vi sử dụng, Vi bị đau đầu nè, cái tâm trạng mình nó trồi sụt lúc lên lúc xuống, nó rất là khó chịu. Sai lầm thứ ba, bôi hoặc uống, hay bôi và uống. Có ai đã từng nói với bạn là khi mà bạn bị mụn nội tiết, không phải là những cái mụn thông thường giống như những cái mụn mà bạn hay nổi, nên là những cái đồ skin care trước giờ bạn nghĩ là chân ái thì bạn phải dẹp hoặc là thậm chí đổi sang những cái sản phẩm skin care khác chưa? Chính xác luôn mọi người, khi mà mình bị mụn nội tiết, hầu như da mình không xi nhê gì với các sản phẩm skin care trước đó luôn. Các sản phẩm treatment là mình phải đổi, hầu như là phải đổi những cái sản phẩm mà nó mạnh hơn. Và khi á mà bạn đổi những cái sản phẩm treatment dạng bôi mà bạn thấy là hiệu quả rồi á thì bạn khoan nghĩ đến cái việc mà uống. Vì nếu mà bạn bôi đã hiệu quả rồi thì bạn chỉ cần điều chỉnh lại những cái nhịp sinh học, những cái thói quen sinh hoạt của bạn hàng ngày, đừng có thức khuya, rồi điều chỉnh lại chế độ ăn uống mà cái mụn nội tiết nó vẫn cải thiện, là bạn được list vào cái danh sách là chỉ bị rối loạn nội tiết nhẹ nhẹ thôi. Đó, lúc này bạn chỉ cần bôi và điều chỉnh lại những cái mình nói thì androgen nó sẽ tự động ổn định trở lại. Và ngược lại, đối với những bạn mà mình bôi trong vô vọng, mình bôi hoài mà nó không cải thiện á, thì ngoài điều chỉnh lại những cái nhịp sinh học, cái chế độ ăn uống thì bên cạnh đó mình phải kết hợp thêm cái đường uống, chứ đừng bôi hoài trong vô vọng nha mọi người. Sai lầm thứ tư là quan niệm mụn nội tiết sẽ kéo dài mãi mãi mà không bao giờ trị hết. Điều này là hoàn toàn không chính xác cho mọi người, khẳng định luôn, không chính xác. Khi mà bị mụn nội tiết hay là không bị mụn nội tiết đi nữa thì đối với một người mà luôn chăm sóc bản thân á thì các bạn phải hiểu được cái cơ thể của bạn, chi tiết hơn là cái da của bạn như thế nào, hiểu được cái cơ thể của mình đang gặp vấn đề gì, cần bổ sung cái gì, cần bôi cái gì. Khi mà các bạn hiểu rồi á thì các bạn chỉ cần đánh vào cái trọng tâm những cái vấn đề đó là cái mụn nội tiết của bạn cũng cải thiện rất là nhanh. Chỉ tầm 2 đến 3 tuần thôi là nó đã bắt đầu nó có hiện tượng thuyên giảm. Và cứ tiếp tục như vậy, cứ kiên trì, nó sẽ hết mọi người. Còn cái việc mà nó có kéo dài hay không á, là mình nghĩ á, là cái này tùy thuộc vào cái tư thế, cái tâm thế của bạn sẵn sàng đối đầu điều trị mụn nội tiết hay không thôi. Ý của mình là cái tip mà để cho cái mụn nội tiết không kéo dài, dai dẳng á, trị nhanh hết á, là tốt nhất đừng để nó hình thành. Tránh làm cái cơ thể nội tiết tố trong cơ thể của bạn rối loạn được chừng nào hay chừng đó. Phòng ngừa bằng cách là bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng nè, ít để bản thân của mình bị stress nhất có thể. Ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, bổ sung thực phẩm chức năng, tăng cường sử dụng các loại collagen và vitamin nha. Ok, thì đó là top 4 những sai lầm mà các bạn thường hay hiểu sai về mụn nội tiết. Có thể là một số bạn coi tập 1 xong thì các bạn sẽ nói sợ sao dông dài như vậy, sao không đánh thẳng vô cái vấn đề là cách điều trị luôn đi. Thực sự mà nói là mình muốn các bạn phải hiểu được cái nền tảng và những điều thực tế về mụn nội tiết. Có những cái báo chí, trang web hoặc thậm chí bác sĩ nói về mụn nội tiết trên lý thuyết là đúng như vậy đó, và đầy rẫy những cái thông tin ở trên mạng về mụn nội tiết lý thuyết chính xác luôn. Nhưng mà khi áp dụng trên chính cơ thể của mình, trên chính cơ thể của bạn thì nó lại không hợp lý, và lúc đó các bạn sẽ lại bị hoang mang. Mình làm video clip này để mong muốn là nếu mà các bạn có gặp trường hợp giống như mình á thì các bạn sẽ không cảm thấy cô đơn và hoang mang, bởi vì những điều này là những điều rất là bình thường thôi. Trong cái việc trị mụn á, 1 cộng 1 á không phải lúc nào cũng sẽ bằng 2. Những cái cách mà hầu như mọi người hiệu quả nhưng mà lên cơ thể, lên da của mình lại không hiệu quả là chuyện bình thường thôi. Tìm cách khác không sao hết ha. Thật lòng là mình cũng chỉ muốn mang lại những cái trải nghiệm thực tế và thật lòng nhất. Ok, thì đó là tập 1, và chắc chắn những tập sau trong series trị mụn nội tiết thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái tip, những cái cách mà mình đã trị mụn nội tiết cũng như là những cái sản phẩm rất là đơn giản để trị mụn nội tiết hết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ok, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập 2 trong series trị mụn nội tiết này rồi. Nếu các bạn thích video clip này thì hãy đừng quên cho Vi một like cũng như là subscribe, đăng ký, click vào cái nút đỏ đỏ channel của Vi bên dưới để Vi có nhiều động lực hơn nữa và ra các video clip tiếp theo cho mọi người xem nha. Ok, time bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người. Bye.